Mến chào các bạn. Hôm nay Đại Long Bóng Bàn xin trân trọng giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới của Đại Long, đó là keo sữa chống co mặt vợt. Đây là lọ keo sữa chống co mặt vợt của chúng tôi. Và đây là xốp, miếng xốp để quét mặt vợt. Chúng tôi cho rất nhiều xốp nhé. Và sau đây tôi sẽ quét cho các bạn xem làm keo của chúng tôi thì rất là quét rất là mịn, không bị vón cục. Sau khi các bạn mua về, các bạn cắt cái phần vòi đi nhá, để phun keo ra, thì chúng tôi để kín để tránh cho keo bị đông. Đấy, sau khi cắt, các bạn cắt nó rộng ra chút, bơm keo cho dễ. Để chúng tôi sẽ thực hành cho các bạn xem. Các bạn thấy là việc quét rất dễ dàng, không cần làm ẩm mút mà các bạn nhé, không cần làm ẩm mút luôn, vì keo của chúng tôi là rất là mịn. Đấy, các bạn để ý, quét rất mịn mà quét thoải mái, không hề bị vón cục luôn. Đây là mặt vợt sau khi quét keo nhá, không hề vón cục luôn các bạn. Và cái miếng mút xốp này của chúng tôi là miếng mút xốp rất cao cấp, rất mềm mịn. Đấy, nên các bạn thầu quét nhé. Giá của lọ keo sữa Đại Long 100ml là 100.000. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào các bạn. Sau đây thì chúng tôi sẽ bóc keo Đại Long. Thì cho các bạn thấy là việc bóc keo rất là dễ dàng. Thì các bạn nhìn thấy này, keo bóc rất dễ luôn, rất là dễ bóc keo. Bóc keo rất dễ luôn. Không hề khó. Keo rất đặc. Bạn thấy không? Rất dễ bóc luôn. Rất dễ bóc, mặt vật đẹp, không hề bị thủng rỗ chỗ, không hề bị tét mặt vật, rách mặt vật tí nào cả.